Chiều ngày 27 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa 16, tổng kết công tác mặt trận năm 2012, triển khai chương trình hành động phối hợp thống nhất hành động năm 2013. Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Cùng dự có lãnh đạo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Dương Thị Thập, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng Ban dân vận huyện ủy, đồng chí Ô Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ trong năm, hoàn thành đạt kết quả cao trong nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện với nhiều hình thức linh hoạt, đảm bảo sâu rộng, kịp thời. Mặt trận các cấp đã tiếp nhận, truyền tải kịp thời gần 600 ý kiến kiến nghị của nhân dân đến các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng quỹ vì người nghèo. Năm 2022, quỹ vì người nghèo các cấp của huyện đạt 1,84 tỷ đồng, qua đó góp phần cùng huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,69%, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,49%. Tiếp nhận và vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới một nhà máy ấm biên cương, xây dựng 29 nhà, sửa một nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền hỗ trợ 1,74 tỷ đồng. Phối hợp tuyên truyền, vận động 5.902 hộ, hiến 77,15 ha đất các loại, gần 2.000 hộ nhận kinh phí hỗ trợ, tự tháo rỡ công trình, vật kiến trúc, bàn sao mặt bằng để xây dựng trên 100 công trình theo chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện đã đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và kết quả công tác mặt trận năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các xã thị trấn đạt được trong năm qua thời gian tới đồng chí đề nghị mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm đó là phát huy vai trò phối hợp và thống nhất hành động giữa mặt trận với các tổ chức thành viên và các chính quyền các cấp chủ động sáng tạo xây dựng các phong trào thi đua yêu nước thiết thực sâu rộng hiệu quả hướng về cơ sở tiếp tục động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục xây dựng quỹ vì người nghèo và đẩy mạnh công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khen thưởng 8 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2022 và phát động ký kế kết giao ước thi đua năm 2023.